Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đang được triển khai nhanh chóng ở nhiều địa phương, nhất là khi vaccine sắp hết hạn sử dụng. Hầu hết các địa phương đều triển khai tiêm cả trong ngày nghỉ để kịp mốc thời gian hạn chót là mùng 5 tháng 5 mà Bộ Y tế đưa ra. Việc tiêm chủng càng diễn ra gấp rút thì việc đảm bảo an toàn cho người dân được tiêm càng được chú trọng. Tại Bắc Giang vừa ghi nhận 3 trường hợp sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, trong số 3 ca sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 thì có 2 ca sốc ở mức độ 2. Đó là một nhân viên làm việc ở trạm y tế và một người làm việc ở chi cục dân số tỉnh Bắc Giang. 2 ca này đã được xử trí cấp cứu kịp thời. Sốc phản vệ thì đối với tỉnh Bắc Giang thì là hiện tại thì là có 2 trường hợp thì được đánh giá là có thể là đến độ 2. Như cái này thì là chúng tôi đã họp hội đồng và đã thống nhất thì là sẽ đang có 2 trường hợp là được ở cái mức độ 2 và đã được khỏi bệnh. Còn một ca sốc phản vệ mức độ nặng hơn phải chuyển ra cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Bạch Mai thì ông Tuấn từ chối không chia sẻ với báo chí và người dân. Hôm nay, việc tiêm vaccine vẫn được tiếp tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Riêng tại điểm tiêm này, mỗi ngày tiêm cho 300 người. Điểm tiêm bố trí 3 bàn khám sàng lọc để có thể khám kỹ cho người được tiêm, tránh tối đa những phản ứng phụ sau tiêm. Đã 2 từ sáng giờ chúng tôi tiêm thì chưa có một cái ca nào có biểu hiện về tác dụng phụ nào. Thế và chúng tôi khắc phục cái này bằng cách là chúng tôi tổ chức đưa cái an toàn tiêm phòng vaccine lên số 1. Đấy, nên là chúng tôi đã được tập huấn, chuẩn bị kỹ lưỡng và thứ hai là chọn những người có kinh nghiệm nhất về vấn đề về an toàn trong tiêm phòng vaccine phòng chống COVID-19. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, trong gần 4.000 trường hợp tiêm đợt 1 thì có 20% gặp các phản ứng thông thường như đau đầu, đau cơ, sốt. Tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương được ưu tiên cấp số lượng nhiều vaccine COVID-19. Dù phải tiêm cả trong ngày nghỉ, nhưng địa phương này lo ngại sẽ không tiêm xong trước ngày 5 tháng 5, mà có thể phải kéo dài đến ngày 10 tháng 5. Đây cũng là một áp lực không nhỏ. Nếu về thời gian là tương đối gấp, bởi vì là vaccine thì về cũng tương đối muộn. Và cái việc tổ chức tiêm đợt này là trên cái diện là tương đối rộng. Đối tượng thì rộng hơn và nhiều hơn. Do vậy là cái việc là tổ chức tiêm thì cũng tương đối gấp gáp. Những người được tiêm vaccine đợt 2 ở tỉnh Bắc Giang lần này chủ yếu là cán bộ thôn, xã. Họ là những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở. Họ đến tiêm với tinh thần vui tươi, tự hào khi nằm trong đối tượng được ưu tiên. Nói chung là trong thời gian sắp tới nếu có dịch tiếp thì nói chung là cũng sẽ yên tâm hơn, chúng tôi sẽ yên tâm hơn. Cũng là đi thì cũng vẫn phải đảm bảo tất cả các thứ, khẩu trang, tất cả các thứ đảm bảo an toàn. Nhưng mà nếu có phòng dịch rồi thì nó làm chúng tôi sẽ yên tâm hơn trong cái công việc là công tác. Có thể thấy, để những người được tiêm vaccine COVID-19 thực sự yên tâm, thì có lẽ các khâu khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, bảo quản vaccine là chưa đủ. Mà có lẽ, ngành y tế Bắc Giang cần minh bạch chia sẻ thông tin hơn nữa, kể cả thông tin tích cực hay thông tin về những ca sốc phản vệ sau tiêm.